Các bài đọc lời Chúa ngày thứ hai sau Chúa Nhật thứ bốn mùa chay. Một. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Đây Thiên Chúa phán: Này, ta tác tạo trời mới, đất mới. Người ta sẽ không còn nhớ lại dĩ vãng và cũng sẽ không bận tâm đến dĩ vãng nữa. Nhưng các ngươi hãy hân hoan và nhảy mừng cho đến muôn đời trong các việc ta tác tạo. Vì đây ta tác tạo một Jerusalem hân hoan và một dân tộc vui mừng. Ta sẽ hân hoan ở Jerusalem, sẽ vui mừng nơi dân ta, và từ đây người ta sẽ không còn nghe tiếng khóc lóc và than van nữa. Ở đó sẽ không còn trẻ nhỏ chết yểu, không còn người già chết sớm nữa, vì người chết trăm tuổi cũng còn gọi là chết trẻ. Người không sống đến trăm tuổi kể là bị trúc dữ. Họ sẽ xây cất nhà cửa và cư ngụ ở đó, sẽ trồng nho và ăn trái nho. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Thánh Vịnh 29. Đáp ca. Đáp. Lạy Chúa, tôi ca tụng Chúa vì Chúa đã cứu tôi. Lạy Chúa, tôi ca tụng Chúa vì Chúa đã cứu tôi và không để thù địch nhạo cười tôi. Chúa đã cho hồn tôi ra khỏi âm phủ và cứu thoát tôi khỏi hố sâu hiểm nguy. Lạy Chúa, tôi ca tụng Chúa vì Chúa đã cứu tôi. Hỡi kẻ mến Chúa, hãy hát mừng Ngài, hãy ca tụng thánh danh Ngài. Ngài nổi giận chỉ trong giây lát, nhưng ban ơn cho suốt cả đời. Lạy Chúa, tôi ca tụng Chúa vì Chúa đã cứu tôi. Lạy Chúa, xin lắng nghe, xin thương xót tôi. Lạy Chúa, xin hãy cứu giúp tôi. Chúa đã đổi than khóc thành vui mừng cho tôi. Lạy Chúa là Thiên Chúa, tôi ca ngợi Chúa muôn đời. Lạy Chúa, tôi ca tụng Chúa vì Chúa đã cứu tôi. Câu sướng trước phúc âm Luca chương 15. Chúc tụng Chúa, Đức Giêsu Kitô, Vua vinh hiển muôn đời. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Chúc tụng Chúa, Đức Giêsu Kitô, Vua vinh hiển muôn đời. Phúc âm. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan chương 4. Khi ấy Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Ga-li-lê, chính người đã nói: Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình. Khi người đến Ga-li-lê, dân chúng đón tiếp người. Họ đã chứng kiến tất cả các việc người làm ở Jerusalem trong dịp lễ, vì họ cũng đi dự lễ. Người trở lại Cana xứ Ga-li-lê, nơi người đã biến nước thành rượu. Bấy giờ có một quan chức nhà vua ở Capharnaum, có người con trai đang đau liệt. Được tin Chúa Giêsu đã bỏ Judea đến Galilea, ông đến tìm người và xin người xuống chữa con ông sắp chết. Chúa Giêsu bảo ông: Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin. Viên quan chức trình lại người: Thưa ngài, xin ngài xuống trước khi con tôi chết. Chúa Giêsu bảo ông: Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi. Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về. Khi xuống đến sườn đồi, thì gặp gia nhân đến đón báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa: Hôm qua lúc bấy giờ cậu hết sốt. Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giêsu bảo: Con ông mạnh rồi.
nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin. Đó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm khi người ở Judea về Galilea. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.